Một resort nghỉ dưỡng cao cấp và sang trọng 5 sao duy nhất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, nằm cạnh biển lại ngay trung tâm, siêu đẹp luôn. Có hồ bơi rộng đẹp, hồ bơi riêng trong villa, có buffet sáng, phòng gym, khu vui chơi cho bé, spa, massage, nhà hàng, tổ hợp giải trí night club, sân bay, karaoke và đặc biệt là sở hữu đường hầm nối từ khách sạn ra bãi biển riêng của resort cùng với lại 37 club thú vị. Rosa Anh Ba Resort và Villa Tuy Hòa nằm tại trục bãi biển dài đẹp. Cảnh tháp Nghinh Phong cũng là nơi mà đón bình minh sớm nhất và đẹp nhất trong khu vực. Nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, một ly welcome drink sau khi mà mình hoàn tất thủ tục check-in và được bellman trở về tận villa. Resort thì có khu khách sạn 9 tầng với 101 phòng cùng với lại 79 căn villa từ 2 cho đến 4 phòng ngủ. Hôm nay thì Phúc sẽ trải nghiệm ở căn 3 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, bao gồm một phòng khách rộng với chiếc sofa dài, một khu bếp, một khu bàn ăn và đặc biệt là một chiếc hồ bơi riêng tư. Villa này cũng sẽ có 2 phòng ngủ một giường đôi và một phòng ngủ với 2 giường đơn cùng với lại phòng tắm riêng và bồn tắm ở mỗi phòng. Căn của Phúc là căn villa số 75 nằm cạnh khu nhà hàng và hồ bơi. Phòng của Phúc thì ở tầng trệt, sàn được ốp gỗ, một chiếc giường khá là to cùng một chiếc TV LG ở phía đối diện. Chiếc bàn làm việc thì nằm cạnh cửa mở ra phía hồ bơi, cùng một mini bar với lại tủ lạnh nhỏ. Sofa được bố trí cạnh giường ngủ, đèn ngủ được đặt hai bên đầu nằm sẽ tạo nên không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Phúc thích cái phòng vệ sinh khá là rộng luôn, được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân cùng với lại một chiếc bồn tắm để tối nay Phúc có thể ngâm mình cho ấm người trước khi ngủ. Hai phòng ngủ còn lại thì sẽ nằm ở trên lầu nha, một phòng một giường lớn và một phòng với hai giường đơn. Trên lầu thì sẽ có ban công thông giữa hai phòng để sáng ra ngắm bình minh cũng là một lựa chọn tuyệt vời luôn. Một điều mà các bạn đang quan tâm là giá đúng không? Để tiết kiệm giá thì các bạn có thể đặt qua Agoda hoặc là gọi trực tiếp cho khách sạn cũng được nha. Với phòng deluxe view hướng biển, một giường hoặc hai giường chỉ từ 1,5 triệu một đêm. Căn hộ nhỏ hai giường đơn hoặc studio giường đôi thì có giá từ 1,7 triệu. Villa hai phòng ngủ hướng vườn thì khoảng 4,5 triệu. Căn mà Phúc ở tối nay với 3 phòng ngủ hướng biển sẽ có giá từ 8,5 triệu cho đến 10 triệu. Hay là villa 4 phòng ngủ hướng biển thì từ 12 triệu một đêm nha. Tầm 6 giờ chiều thì sẽ có nhân viên tặng cho mình một ít trái cây. Trong trường hợp mà các bạn không muốn ra ngoài ăn thì các bạn cũng có thể sang nhà hàng cạnh hồ bơi để ăn tối như Phúc tối nay với menu đa dạng với các món Á Âu cùng giá cả phải chăng lắm. Sáng nay Phúc thức dậy ở thành phố Tuy Hòa, Rosa Anh Ba Resort sẽ chuẩn bị cho mình gói buffet sáng miễn phí với khá là nhiều món ăn, từ món nấu sẵn, khu món đặc sản địa phương đến một số món nóng, trái cây và bánh tráng miệng rất là nhiều luôn. Ăn sáng xong thì Phúc trải nghiệm một vòng resort với khu tổ chức hội thảo sự kiện. Hồ bơi thì cực rộng luôn, nằm xen kẽ trong hai hàng dừa mát rượi. Đặc biệt là khu hồ bơi người lớn sẽ nằm riêng khu hồ cho bé và cũng rộng không kém. Sẽ luôn có nhân viên giám sát và hỗ trợ mình mọi lúc nha. Chiều hôm qua đến đây thì mây nhiều nhưng mà bù lại sáng nay thời tiết Tuy Hòa khá là đẹp, đi dưới hàng dừa mà Phúc không muốn về luôn á. Đặc biệt là khu gym và kids club dành cho bé sẽ nằm cạnh nhau. Bên dưới tầng hầm của khu tổ chức hội nghị được trải thảm và khá là nhiều đồ chơi cho bé, cùng với khu tập gym nằm ngay bên cạnh với số lượng máy tập vô cùng nhiều luôn. Điểm nhấn ở resort sẽ có một đường hầm xuyên đường dẫn qua khu biển cùng hồ bơi riêng để mình có thể ngắm hoàng hôn bình minh hay là enjoy với khu beer club, quán cà phê, vũ trường và karaoke nữa. Rosa Anh Ba Resort Villa thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè sắp tới. Tọa lạc tại số 88 đường Lê Duẩn, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đừng quên ủng hộ Phúc để có thể cùng khám phá Việt Nam nha.